Xin chào các em học sinh, hôm nay thầy sẽ chữa tiếp cho các em các bài tập ở phần ôn tập cuối năm. Các em ở sách giáo khoa trang 90, chúng ta đến với bài toán số 8. Bài toán số 8 như sau. Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để đặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa tính theo tạ trên hạt. Kết quả được tạm sắp xếp như sau. Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ, 30 thửa đạt năng suất 35 tạ, 10 thửa đạt năng suất 38, 5 thửa đạt năng suất 42 tạ. Chấm chấm chấm. Ý A, họ hỏi là dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập mặt tần số. Thế thì ở đây các em sẽ dễ dàng nhìn thấy được là dấu hiệu chính là sản lượng vụ mùa một xã thôi, không có gì khó cả. Ý thứ hai ở câu A đó là hãy lập bảng tần số. Vậy thì bảng tần số thì sẽ hai cột, một cột chính là dấu hiệu, một hàng chính là dấu hiệu, hàng còn lại chính là tần số. Vậy thì dấu hiệu ở đây chính là sản lượng, thì ở đây các em có thể ghi bằng tắt là năng suất. Và ở hàng thứ hai các em có thể ghi bằng tần số. Sau đó thì các em sẽ điền vào thôi. Ở năng suất 31 tạ trên ha có 10 thửa, vậy thì có nghĩa là tần số của nó chính là 10. Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ, vậy thì năng suất là 34, tần số của nó phải là 20. Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ, vậy dấu hiệu 35 tạ và tần số chính là 30. Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ trên ha, vậy là ta có dấu hiệu là 36 và tần số là 15. Có 10 thửa đạt năng suất 38 tạ, vậy tần số của chúng ta là 10. Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ, vậy là tần số là 10. Có 5 thửa đạt năng suất 42. Và cuối cùng là có 20 thửa đạt năng suất 44. Giả dụ như thế thì chúng ta đã lập xong được bảng tần số ở bài của cái bài thống kê. Ý B họ yêu cầu chúng ta là biểu diễn bằng biểu đồ đặt thẳng. Vậy thì biểu đồ đặt thẳng thì chúng ta sẽ vẽ như một hệ trục tọa độ OXY, trong đó trục hoành OX của chúng ta sẽ biểu thị dấu hiệu, tức là biểu thị năng suất, và trục tâm OY của chúng ta sẽ biểu thị tần số. Vậy chúng ta bắt đầu vẽ. Ta có trục XOY như hình vẽ. Ở đây các em thấy trục OY ta sẽ lấy là trục của tần số, đúng không nào? Và trục OX ta sẽ lấy đây chính là trục ta ghi các giá trị dấu hiệu. Thì tần số ở đây các em thấy có 5, 10, 15, 20 và 30. Vậy thì ta sẽ đánh dấu các vị trí của nó. 5, 10, 15, 20 và giá trị cuối cùng của tần số là 30, là giá trị cao nhất. Tương tự ở đây thì ta sẽ lấy các giá trị của dấu hiệu có 31, 34, 35 cho đến 44, đúng không nào?
đây là 31. Dưới là 34. Tiếp theo của chúng ta là 35. 36. 38. 40. 42. Và cuối cùng là 44. Vậy thì ta sẽ vẽ biểu đồ như thế nào? Vậy thì các em chỉ cần vẽ một cột thẳng ứng với năng suất và tần số thôi. Giả sử như cột đầu tiên ta có cặp số 31 và 10. Vậy thì có nghĩa là khi dấu hiệu là 31, ta sẽ kẻ lên một đoạn thẳng có độ dài là 10. Như thế thì ta đã kẻ được một đoạn thẳng ở trong biểu đồ đoạn thẳng. Và như thế là các em đã vẽ được đoạn thẳng đầu tiên, tức là biểu thị năng suất và tần số của một xã đạt 31 tạ trên 2. Được chưa nào? Tương tự cột số 2 ta có cặp số 34, 20. Vậy thì ở 34 ta sẽ kẻ một đoạn thẳng lên cao có độ dài, có độ cao là 20. Tiếp ở đây có dấu hiệu là 35, tần số là 30. Dấu hiệu là 36, tần số là 15. Dấu hiệu 38, ta có tần số là 10. Dấu hiệu 40 cũng tần số là 10. Vậy hai cột này sẽ bằng nhau. Dấu hiệu 42 là 5. Đây là dấu hiệu của tần số thấp nhất. Nó sẽ tương ứng với đoạn thẳng có độ dài ngắn nhất. Cuối cùng là dấu hiệu 44, ta có tần số là 20. Như thế, đến đây thì các em đã vẽ xong biểu đồ đoạn thẳng theo yêu cầu của bài toán, đúng chưa nào? Ta sang IC. IC họ yêu cầu là tìm mốt của dấu hiệu. Vậy thì mốt của dấu hiệu chính là dấu hiệu có tần số cao nhất. Vậy thì ở đây tần số cao nhất của chúng ta là 30. Vậy thì mốt của dấu hiệu chính là 35 tạ trên 2, đúng không? Các em đến ý cuối cùng, ý D. Và yêu cầu là tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Vậy số trung bình cộng bao giờ ta cũng ký hiệu là x có gạch ngang trên đầu. Nó sẽ bằng tổng của các tích năng suất nhân tần số. Sau đó ta sẽ chia cho tổng số dấu hiệu. Ở đây thì ta sẽ tính như sau. Ở đây năng suất giả dụ ở cột đầu tiên là 31, tần số là 10. Vậy tích năng suất với tần số có nghĩa ta lấy 31 nhân 10, đúng không nào? Tương tự ta sẽ cộng với các tích năng suất và tần số còn lại, đó là cộng với 34 nhân 20 cộng 35 nhân 30. Ta cứ làm như thế cho đến năng suất và tần số cuối cùng. Vậy thì x ở đây chúng ta sẽ viết được như sau. 31 nhân 10 cộng 34 nhân 20 cộng 35 tại nhân 30 cộng 36 tại nhân 15 cộng 38 tại nhân 10 cộng 40 tại nhân 10. Ta cộng 42 nhân 15. Ta cộng 44 nhân với 20. Sau đó ta chia cho tổng tổng các dấu hiệu. Tổng các dấu hiệu của chúng ta
chính bằng 20 như đề bài cho. Trong trường hợp các em quên thì các em có thể lấy tổng tất cả các tần số, thì đấy chính là tổng các dấu hiệu. Ở đây chính là 120. Thì đến đây thì chỉ là các phép tính nhân và cộng của các con số, các em có thể lấy máy tính bấm và nó sẽ xấp xỉ là 37,1 tạ. 37,1 tạ trên 1 ha. Được chưa nào? Như thế là chúng ta đã giải quyết xong bài toán số 8. Các em cùng thầy chuyển sang bài toán số 9. Bài toán số 9 có yêu cầu là tính giá trị của biểu thức 2,7C bình phương chứ 3,5C lần lượt tại C bằng 0,7, 2/3, 1, 1/6. Vậy thì có nghĩa là bài này chúng ta sẽ có 3 ý lần lượt tương ứng với các giá trị của C. Vậy ta đến với ý đầu tiên, đó là ta đến với giá trị C bằng 0,7. Vậy thì khi C bằng 0,7 thì đương nhiên ta cứ thay vào bình thường thôi. Ở đây ta có 2,7C bình phương trừ đi 3,5C. Vậy thì khi ta thay vào thì ta sẽ lấy là 2,7 thay vào đây là 0,7 bình phương trừ đi 3,5 ta nhân với 0,7. Thì đến đây thì các em hoàn toàn có thể lấy máy tính bấm thôi. 0,7 tức là bình phương nó là 0,49. 0,49 nhân với 2,7 nó ra là 1,323. 3,5 nhân 0,7 ta tính ra nó là 2,45. Vậy thì kết quả bài này cuối cùng nó sẽ ra là âm 1,427. Được chưa nào? Chúng ta sang đến ý số 2. Đó là khi giá trị C nhận giá trị 2/3. Vậy thì cũng làm tương tự như trên, ta thay giá trị C bằng 2/3 vào biểu thức 2,7 C bình phương chia đi 3,5 nhân với C. Ta bắt đầu thay vào. Ở đây thầy không có máy tính, vậy thì thầy sẽ chuyển tất cả các số thập phân vào phân số. 2,7 ở đây thầy sẽ chuyển thành 27/10. C bình phương là 2/3 tất cả bình phương chia đi 3,5. 3,5 thì ta sẽ chuyển phân số là thành 7/2. C của chúng ta nhân với là 2/3. Bây giờ ta sẽ bắt đầu rút gọn. 27/10 ta vẫn để nguyên 2/3 tất cả bình phương. Vậy thì các em nhầm thì ta sẽ thấy có được là 4/9 trừ đi 7/2 nhân 2/3. Trên có 2, dưới mẫu có 2, vậy ta cùng rút gọn. Vậy phân số này sẽ là còn 7/3, đúng không nào? 27 của chúng ta nhân với 9. Trên có 27, dưới có 9. Vậy thì 27 là 9 x 3. Vậy thì ta sẽ rút gọn thì thằng trên tử này sẽ còn 3, đúng không? 10 và 4 thì cùng chia hết cho 2. Vậy thì khi rút gọn thì thằng 10 này sẽ còn 5, còn thằng 4 này sẽ còn 2. Vậy thì cái biểu thức 27/10 nhân với 4/9 trên thực tế thì nó sẽ ra một phân số mới đơn giản hơn, đó là 6/5. 7/3 thì ta vẫn hạ xuống, đúng chưa nào? Bây giờ đây là phép trừ hai phân số khác mẫu, và thì ta quy đâu? 6 x 3 18 trừ 7 x 5 35. Mẫu số chung là 15. 18 trừ 35, vậy kết quả đó là trừ 17/15. Được chưa nào? Chúng ta sang ý cuối cùng. Đó là khi C của chúng ta bằng một hỗn số 1, 1/6
Vậy thì khi C bằng hỗn số 1 1 phần 6, muốn thay vào tính giá trị thì chúng ta sẽ đổi hỗn số này ra phần số trước. 1 1 phần 6 thì ta sẽ đổi như sau, lấy phần nguyên nhân mẫu số rồi cộng tử để làm tử. Ở đây ta sẽ làm 1 nhân 6 cộng 1, vậy là 7 phần 6. Sau đó thì ta sẽ thay vào thôi, vẫn là 2,7 nhân C bình trừ đi 3,5 nhân với C. 2,7 thầy viết lại thành phân số là 27 phần 10 nhân C bình phương, vậy ở đây sẽ là 7 phần 6 tất cả bình phương trừ đi 3,5, ở đây chính là 7 phần 2, ta nhân C chính là 7 phần 6. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ ta bắt đầu giúp con. 27 phần 10 vẫn giữ nguyên. 7 phần 6 tất cả bình phương, vậy thì ta sẽ nhẩm ra đó là 49 phần 36. 7 phần 2 nhân 7 phần 6, vậy ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, vậy là 49 phần 12. Đến đây ta bắt đầu thu gọn lại. Các em thấy 27 và 36 cùng chia hết cho 9, vậy thì 27 chia 9 chúng ta được 3, còn 36 chia 9 chúng ta được 4, đúng không nào? Vậy thì ta sẽ rút gọn đi để cho phân số đơn giản hơn. Vậy ở trên sẽ là 3 nhân 49, ở dưới mẫu chính là 10 nhân với lại 4, ở bên kia vẫn là 49 phần 12. Đúng chưa nào? Vậy thì ở đây để đơn giản hơn một chút, thầy sẽ đặt 49 ra ngoài. Vậy thì ở bên trong ngoặc sẽ còn 3 phần 40. Ta trừ đi 49 phần 12 thì đặt 49 ra ngoài thì chỉ có trừ 1 phần 12. Vậy thì bây giờ ta chỉ cần thực hiện phép trừ hai phân số này thôi. Vậy thì các em thấy mẫu số chung của 40 và 12 nó chính là 120, đúng không nào? Vậy thì ta quy được 3 phần 40 chính bằng 9 phần 120. 1 phần 12 chính là 1 10 phần 120. Vậy ở đây sẽ là 9 trừ 10. Mẫu số chung là 120. 9 trừ 10 thì đương nhiên là bằng trừ 1. Trừ 1 nhân 49, vậy chúng ta sẽ là trừ 49. Dưới mẫu của chúng ta là 120. Như thế chúng ta đã thay được 3 giá trị của C theo yêu cầu bài toán và ta tính giá trị của biểu thức 2,7C bình phương trừ 3,5C. Chúng ta cùng qua bài toán số 10. Bài toán số 10 yêu cầu như sau. Cho các đa thức A, B, C, họ yêu cầu có 3 ý. Đó là tính A cộng B trừ C, A trừ B cộng C và trừ A cộng B cộng C. Thế thì để làm bài này một cách đơn giản nhất thì các em nên tính các phép tính, tức là ta sẽ trình bày, ta đặt các biểu thức ABC theo hàng cột để ta có thể cộng trừ một cách thoải mái. Ở đây thầy sẽ viết lại như sau. Biểu thức A của chúng ta có x bình phương, ở đây để cách ra một chút, trừ 2x trừ y bình phương, ta lại để cách ra một chút, cộng 3y, cuối cùng là trừ 1. Biểu thức B thầy sẽ viết lại như sau. Trừ 2 bình phương, vậy thì trừ 2 bình phương ta sẽ viết thẳng hàng với thằng x bình phương ở biểu thức A. Cộng 3 y bình phương, vậy thì ta sẽ viết thẳng thằng y bình phương ở bên trên. Trừ đi 5x, thằng này không có thì đương nhiên ta viết thẳng hàng với chỗ chấm. Cộng với y, vậy thì ta sẽ viết thẳng với thằng 3y. Và hệ số tự do, hàng số tự do ta viết là cộng 3. C của chúng ta, ta sẽ viết lại như sau. 3x bình phương ta vẫn viết thẳng hàng với thằng này.
chứa 2xi. Ta viết vào chỗ trống. Cộng 7 bình phương. Trừ 3x, vậy thì ta viết vào đây. Xin lỗi, ở đây sẽ là trừ 3x, trừ 5x. Trừ 5y. Hằng số tự do của chúng ta là trừ 6. Đúng chưa nào? Tức là ta đã viết tất cả các đơn thức giống nhau. Đơn thức nó sẽ thẳng hàng để ta sẽ tiện việc cộng trừ. Vậy thì các em, ban đầu chúng ta sẽ đến với ý số A. Đó là ta tính A cộng B trừ C. Vậy thì các em chỉ cần đặt số cộng ở đây và đặt số trừ ở đây. Sau đó thì ta sẽ tính. Vậy thì A cộng B trừ C sẽ có giá trị như sau. X bình phương A cộng B, vậy thì thành x bình phương trừ 2x bình phương là trừ x bình. Trừ x bình trừ đi 3x bình phương, vậy là trừ 4x bình. Đúng chưa? A không có đơn thức nào có chiều biến xy, B cũng thế. Vậy thì trừ của trừ 2xy chính là cộng 2xy. Tiếp đến, A cộng B, ở đây là trừ 2x cộng với trừ 5x, vậy sẽ là trừ 7x. Trừ 7x lại trừ đi trừ 3x, vậy thì tức là nó sẽ bằng trừ 7x cộng với 3x. Kết quả là trừ 4x. Trừ y bình phương cộng 3y bình phương là 2y bình phương. 2y bình phương trừ đi 7y bình, nó là trừ 5y bình. Đúng chưa nào? 3y cộng b, vậy là sẽ cộng y là 4y. 4y trừ đi trừ 5y, tức là 4y cộng với 5y. Vậy ta sẽ có kết quả là cộng 9y. Trừ 1 cộng 3 là dương 2. Dương 2 trừ đi trừ 6, tức là thành 2 cộng 6. Vậy kết quả cuối cùng là 8. Vậy thì ta đã tính được biểu thức A cộng B trừ C. Nó bằng trừ 4x bình phương cộng 2xy trừ 4x trừ 5y bình phương cộng 9y cộng 8. Được chưa nào? Ta sang ý B. Ý B họ yêu cầu là A trừ B cộng C. Vậy thì lúc này thì ta sẽ thay viết vào như sau: A trừ B cộng C. Đúng chưa nào? Và ta cũng thực hiện lần lượt các phép cộng trừ như ở bên trên. A trừ B, vậy bắt đầu x bình phương trừ đi trừ 2x bình phương, vậy nó là 3x bình. 3x bình cộng 3x bình phương nữa, vậy thì ta được kết quả là 6x bình. A trừ B, A và B không có hạng tử chứa biến x nhân y. Vậy thì ở đây cộng C ta hạ xuống thôi. Tiếp đến, trừ 2x trừ đi trừ 5x sẽ là 5x trừ 2x, vậy đó là 3x. 3x trừ đi 3x, vậy thì là 0. 0 thì ở đây ta sẽ không cần viết. Trừ y bình phương trừ đi 3y bình phương sẽ là trừ 4y bình. Trừ 4y bình phương cộng 7y bình, vậy ở đây ta biết được nó là 3y bình phương. 3y trừ đi y là 2y. 2y cộng với trừ 5y chính là trừ 3y. Trừ 1 trừ đi 3, vậy sẽ là trừ 2. Trừ 2 chúng ta lại cộng tiếp với trừ 6, vậy ta sẽ có được là trừ 8. Đúng chưa nào? Tức là khi các em đặt vào các cột, các hàng tử có biến giống nhau, chúng ta cộng trừ rất chỉ là đơn giản thôi. Các em đến ý C.
IC họ yêu cầu là tính trừ A cộng B cộng với lại C. Vậy thì khi trừ A thì có nghĩa là ta sẽ phải đổi dấu tất cả các hạng từ của A, sau đó ta cộng với các hạng từ của B, C, đúng không nào? Vậy thì ta sẽ thực hiện như sau. Trừ A, vậy thì ở đây sẽ là trừ x bình phương cộng với trừ 2x bình phương sẽ là trừ 3x bình phương. Trừ 3x bình phương cộng với 3x bình phương đương nhiên là 0, vậy ta không ghi. A không có hạng tử chứa xy, B không có hạng tử chứa xy, vậy ta sẽ hạ trừ 2xy xuống. Trừ 2x, vậy thì trừ A sẽ là dương 2x. Dương 2x cộng 5x cộng với trừ 5x, vậy thì sẽ là trừ 3x. Trừ 3x cộng với trừ 3x, hai thằng cùng dấu ta cộng vào, vậy sẽ là trừ 6x. Trừ y bình phương ta đổi dấu sẽ là cộng y bình phương. Cộng y bình phương cộng với lại 3 y bình là 4 y bình. 4 y bình cộng với 7 y bình, vậy thì kết quả là 11 y bình. Cộng 3 y ta đổi dấu là trừ 3 y. Trừ 3 y cộng y là trừ 2 y. Trừ 2 y cộng tiếp với trừ 5 y, vậy là trừ 7 y. Trừ 1 ta đổi dấu là dương 1. Dương 1 cộng 3 là 4. 4 trừ 6 là trừ 2. Có nghĩa là khi ta đặt ABC thành viết thành theo dạng như thế này, các em thực hiện các phép tính cộng trừ rất chỉ là đơn giản thôi. Bây giờ hôm nay thầy giáo chữa cho các em bài 890. Tiếp sau chúng ta sẽ chữa tiếp các bài còn lại. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.